Tiến Bimi xin chào đến tất cả các bác nhé. Chiều hôm nay tôi cũng giới thiệu sản phẩm, đó là loa MF 1 bát 30, một tép kèn, hàng này cực gấu quá. Chiều tôi quay tổng quan hết rồi đấy, cả đằng sau nhất rồi đấy. Loa này là 300W đó. Loa bát này cực gấu luôn. Đó. Cực đẹp các bác, không chê được. Về những e căng hơi lõm tí thì lôi ra ngay các bác. Nhìn chất lượng khác với vật ốc quá. Ốc này làm 4 cạnh to đùng luôn. Đấy. Còn một xám nữa nha. Đây. Cái này loa bát của nó là 6 lỗ, đời 6 lỗ nha. Cực khủng. Mà gần rất mềm, nghe tiếng bát rất mềm ạ. Tép này tắp kèn, nó cũng hàn luôn, như là tép neo của DK chứ nó không cấm tắc các bạn. Hàn cũng chất lượng luôn. Cực khủng. Và bây giờ là tôi test nhạc để cho các bác nghe để đánh giá chi tiết xem là cái loa này là chất lượng âm thanh như thế nào. Nhưng mà tiếng này các bác này nghe thì không phải nghĩ rồi. Bát nó quá uy lực, mà tép sáng. Không chê được, nói chung là loa này các bác không chê được. Cực hay rồi. Đây là đá Tiến Bimi cho đá vào cái con đẩy Eric 5002 và cái con văng cơ thôi các bạn. Văng cơ của BTS đó nhé. Đó, hàng mới tinh, bác nào lấy thì cũng liên hệ với cả Tiến Bimi. BTS K3220 đó. Đó. Con này rất hay là bác chỉnh V-beat và delay từng loa được nha. Chứ không có chỉnh chung đâu như các bạn. V-beat và delay là chỉnh từng vế một. Vế là thích bác thích vế bên này nhanh được. Hay là vế bên này nhanh chậm được. Cứ chỉnh từng vế riêng một. Alo. Đó, rất hay. Và đây là đại Eric. Tiếng nó thì các bác không chê rồi. Cực hay, cực sạch. Bát thì nó ánh đầm, nó bác sâu lắm. Chất âm này các bác nghe không nhỉ? Đó, bác làm mà lấy loa MF nhá. Loa bát nó đề là Made in San Diego các bác. Mà cổ cực gấu luôn, cổ bát cực gấu luôn. Mà thùng vách của nó hay làm này. Quá chắc chắn luôn các bác, chứ không có thể chê được nào. Thùng cực dày các bác nhá. Lặng lắm, loa lặng lắm. 23-24 cân đấy các bác. Đẹp luôn. Thùng nó chắc. Nghe tiếng bát nó sâu và nó đầm lắm ạ, không như cái thùng mong nó mong nghe nó vỗ thùng nó bộp bộp là gì đâu. Tiếng bát con này là uy lực hơn cả ETC nha các bác nha. Nghe tiếng bát một đôi. Cực hay luôn. Đó, bác nào lấy liên hệ với Tiến Bimi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448.
các bác nào mà lấy loa thì liên hệ mượn Tiến, chỉ hôm mang về là 4 đôi thôi chứ không có nhiều các bạn. Vâng, xin chào các bác nhé.